mà một vị phàm phu như Cấp Cô Độc đã đắc được cái quả thánh nhập lưu là Tu Đà Quờn. Quý vị nên nhớ rằng khi mà trưởng giả Cấp Cô Độc thường thường đến cái tịnh xá để mà lễ Phật, thì trong nhà Cấp Cô Độc có năm vị chư thiên. Một hôm năm vị chư thiên đó hiện ra nói với ngài Cấp Cô Độc rằng: tôi là những chư thiên ở trong nhà ông. Quý vị mà là cư sĩ mà thấy mà cái chư thiên hiện ra nói rằng ở trong nhà mình, gia hộ mình, chắc là quý vị mừng vô cùng tận. Và những vị chư thiên này nói với ngài Cấp Cô Độc rằng: tôi mong rằng ngài đừng bao giờ tiếp rước Phật vào ở trong đây để mà làm cai tăng, bởi vì tôi không muốn rằng tôi phải từ ở trên 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 hư không mà đáp xuống ở dưới này đảnh lễ Đức Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng các chư thiên vẫn còn cái tánh ngã mạn, tánh ngã mạn rất là cao. Nếu mà quý vị nào có coi cái kinh Đại Bát Niết Bàn, quý vị cũng thấy trong cái khi mà Phật gần nhập Niết Bàn, tất cả những chư thiên cõi trời đều đến hết, mà chỉ có một vị Phạm Dương, một vị chư thiên chỉ vì ham vui mà không đến để mà đưa tiễn Đức Phật lần cuối. Đó là mình thấy rằng cõi đời này có những cái nó rất là vui, và người ta quên đi cái nhân cái quả, quên đi những cuộc tiễn đưa, nhất là Đức Thế Tôn khi ngài lìa bỏ cái trần gian này. Và Cấp Cô Độc là một vị trưởng giả, sau khi nghe vị chư thiên nói như vậy thì ngài mới nói rằng: tôi không tiếc gì năm vị ở nhà tôi. Nếu năm vị ở nhà tôi mà khi mà tôi cúng dường cai tăng các vị không có thích và không muốn đến lễ Phật, thì tôi mời năm vị ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Bởi vì Đức Thế Tôn là một cái bậc thầy của trời và người. Người là một cái ruộng phước cho nhân sinh, người là một cái ruộng phước cho những cái người chư thiên. Mà tại sao quý vị lại có cái tâm ngã mạn như vậy? À, quý vị thấy không? A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng những vị tăng sĩ mà có đạo đức hạnh, họ chính là ruộng phước cho quý vị để gieo những cái hạt giống tốt, và chính quý vị gieo và quý vị sẽ gặt. Câu thứ 8: tướng mạo xinh đẹp do nhân gì? Đời trước hoa tươi cúng Phật. Quý vị nữ nhân nào, quý vị đại chúng trong room, mà nữ nhân mà ví dụ kiếp này thấy rằng cái gương mặt mình không được xinh đẹp, thì bây giờ quý vị nên muốn rằng kiếp sau mình đẹp, thường thường đem hoa tươi cúng dường lên tượng của Đức Bổn Sư, cúng dường lên tượng của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, cúng dường lên tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát, cúng dường lên tượng của Dược Sư Lưu Ly Dương Phật, thì chắc chắn quý vị sẽ đạt được như ý trong cái kiếp tới. Bởi vì sao? Bởi vì hoa tươi đây là tượng trưng cho tâm thành ý của mình. Cái tâm thành ý của mình có dâng lên Đức Phật, cái nén hương tâm, thì cái hương tâm của mình nó mới duy diệu, nó mới thơm ngát. Mà khi mà tâm của mình nó duy diệu thơm ngát, thì cái đức tướng của mình, cái tướng của mình nó sẽ thể hiện rất là đẹp. Quý vị nên nhớ rằng tâm mình sanh nên cái tướng mạo, do đó mình muốn tướng đẹp đầy đủ sáu căn, dung hạnh đầy đủ, nết na đầy đủ, trí huệ viên thông, thì bắt buộc mình phải biết phương pháp cúng dường các chư Phật, thì mình sẽ được tội nguyện như ý. Bởi vì các ngài là ruộng phước cho nhân sinh và chư thiên. Thông minh trí tuệ do nhân gì? Kiếp trước ăn chay thường niệm Phật. A Di Đà Phật. Ở chỗ này thì quý vị đại chúng, nhất là tu ở bên tịnh độ, nhớ cho rõ điều này. Khi quý vị ăn chay và niệm Phật, nhưng mà cái tính hạnh nguyện quý vị không được đầy đủ, thì quý vị sẽ không có vãng sinh.
về cõi cực lạc, mà quý vị sẽ tái sinh lại trong trong cái nhân gian này, hoặc là quý vị tái sinh lại trong cái cõi cõi trời. Nhưng mà nhờ quý vị biết ăn chay và quý vị thường niệm Phật, do đó cái túc mạng trí huệ nó viên thông. Có nhiều người là cư sĩ nhưng mà vẫn biết cái túc mạng của mình kiếp trước là gì, rất là nhiều. Thành ra không có gì ngạc nhiên hết, bởi vì đó chính là cái nhân mình đã gieo, thì cái quả ngày hôm nay nó hiện tiền, và mình chính mình đã gieo thì mình phải gặt lấy. Người thấy vui mừng do nhân gì, xưa kết duyên lành cùng đại chúng. Trong cái cuộc đời này có nhiều khi quý vị thấy có những vị chư tăng thì quý vị thấy làm như nó hợp với cái tánh ý của mình, quý vị rất là vui mừng khi mà thấy những vị đó. Và cũng có những vị chư tăng khi mà quý vị thấy qua một cái vài cái câu mà chào hỏi rồi quý vị từ từ quý vị lãng xa. Là tại sao? Là tại vì có những vị chư tăng ngày xưa đã gieo duyên cùng đại chúng, do đó cái tâm này nó nằm ở trong cái tàng a lại gia thức của quý vị. Ngày hôm nay khi mà quả nó trổ, quý vị thấy cái vị tăng đó giống như là một cái người mà thân thiết từ bao giờ. Chẳng hạn như ở trong Phật Pháp thì ngài Phật Ấn và ngài Tô Đông Pha, hai vị này ngày xưa đâu có ai phải là xa lạ đâu, chính là huynh đệ tu học cùng một chùa. Và cũng vì Tô Đông Pha khi mà ngài làm một vị tu sĩ, nhưng mà trong khi mà ngài thiền định thì trong cái vọng tưởng của ngài khởi lên cái niệm sắc. Do ngài khởi lên niệm sắc nên bị cái nhân quả chi phối, ngài phải chuyển kiếp làm Tô Đông Pha để mà học đi cái niệm sắc cho được đầy đủ. Thành ra Tô Đông Pha rất nhiều bà thứ thiếp. Và ngài Phật Ấn là một vị huynh của Tô Đông Pha. Ngài thấy rằng nếu mà Tô Đông Pha chuyển kiếp sẽ bị mê muội ở trong trần thế, sẽ bị mê muội bên bên nữ nhân. Do đó ngài cũng chuyển kiếp và kiếp đó ngài là Phật Ấn. Do đó quý vị đọc về cái tiểu sử của Phật Ấn và Tô Đông Pha, quý vị thấy hai người có một cái sự gần gũi vô cùng tận. Không có bao giờ có một cái vị cư sĩ mà một vị tu sĩ có một cái sự gần gũi như vậy, thì đây là một cái nhân quả của hai vị đã thường gieo duyên lành với nhau trong cái tiền kiếp, do đó ngày hôm nay mới được như vậy. Chồng vợ bền lâu do nhân gì, đời trước càng phan nghiêm cúng Phật. Quý vị thấy đôi rõ ràng là Đức Phật là ruộng phước chưa? Ngày hôm nay mà những người lập gia đình sống với nhau suốt đời như vậy thì chính là ngày xưa mình có thể là bạn hữu, mình có thể là huynh đệ, mình có thể là một đôi bạn tri kỷ, và mình biết cùng nhau để mà trang nghiêm cúng Phật đường. Do đó do cái công đức đó mà ngày hôm nay khi mà quý vị trở lại cõi đời này, cái sự mến yêu đó nó làm cho quý vị trở thành vợ, trở thành chồng. Và do nhân quả quý vị đã cúng dường chư Phật bằng tràng than bảo cái, do đó cái tơ duyên, cái duyên tình của quý vị nó được bền lắm, nó không bị đứt 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 tan. Có những người thầy thấy rất là tội nghiệp, có những vị Phật tử đến đây mới vừa lập gia đình ở bên Việt Nam mà chưa đầy năm nữa, rồi lại rước qua bên Mỹ, qua bên Mỹ ở chưa đầy 6 tháng cái rồi chia tay. Thầy thấy những cái chuyện như vậy rất là đau lòng. Và cái người Phật tử mà bị chia tay vậy đó, họ đến chùa họ khóc với thầy, thì thầy cũng phải dùng cái nhân quả để khuyên họ. Và sau khi họ hiểu được những nhân quả mà chính thầy đã giảng, tự nhiên lòng của họ dơi đi những cái khổ đau. Do đó khi mà quý vị biết được cái nhân quả rồi thì quý vị dừng được những cái sự khổ đau.
biến cái khổ đau này thành cái tâm từ bi thương mến mọi chúng sinh. Thay vì mình lấy cái khổ đau này để mình làm cái sự thù hận, để làm một cái sự mà kêu là ghen ghét, để mà mình đi đến cái chỗ là mình dám giết giết người, và mình sau cùng là mình phải bị nhân quả và đền mạng. Quý vị nên cẩn thận sống cuộc đời này. Nếu mà mình sống mà thấy rằng cái hoàn cảnh nó không thuận tiện, nó nghèo khổ hay là bị chia rẽ loan cùng, đó là cái duyên của quý vị gieo từ tiền kiếp. Ngày hôm nay quý vị ở đây chỉ là nhận cái quả mà thôi. Do đó muốn những cái điều này nó không đến với mình nữa, thì hay nhất ngày hôm nay phát tâm dũng mãnh lên, làm những cái việc mà trong nhân quả đã dạy mình, để rồi ngày mai này chính mình sẽ không còn than khóc nữa, mà chính mình được vui cười với cái nhân lành mình đã gieo và với cái quả trong sạch mình đã hưởng. Cha mẹ song toàn do nhân gì, đời trước kính trọng người cô độc. Quý vị thấy không, khi mình thấy một cái người mà bơ vơ ăn xin, người ta cô độc, người ta đến nhà mình, nếu mà quý vị có phòng ở cũng nên tiếp rước người vào cho người ta qua được cái đêm giá rét đó. Quý vị nấu một cái chén cháo hay là một cái chén cơm dâng lên bố thí cho người, thì chắc chắn rằng đời đời quý vị sẽ có những cha mẹ rất là song toàn, những cha mẹ mà có thể là quý vị hãnh diện với bạn bè, hãnh diện với lối xóm, hãnh diện với bà con. Như vậy thì Đức Phật dạy rõ ràng ở trong cái nhân quả, mình kính trọng những người cô độc là chính là mình đã gieo cái nhân cha mẹ của mình nó được đầy đủ, nó được trọn vẹn, nó được sống lâu và được được danh tiếng trong cuộc đời. Không cha mất mẹ do nhân gì, kiếp trước là người đánh bảy chim. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái nhân quả nó rất là ghê gớm. Ngày hôm nay mình sanh ra đời, tuổi vừa lên 6, vừa lên 7, tự nhiên mất cha, tự nhiên mất mẹ, và mình ngồi đó mình than khóc, mình cô độc, mình không biết nương thân vào ai, thì đây là một cái quả của mình phải nhận lấy từ cái nhân là mình đã đánh bảy chim. Mình đánh bảy chim rồi mình bắt chim mẹ để chim con lại thôi cút không ai nuôi, và chim con mà khi mà nó không có được chim mẹ nuôi thì 3-4 ngày sau nó sẽ tự chết. Nếu mà nó không tự chết thì nó cũng bị những cái bầy rắn quang tìm đến cái ổ mà ăn hết. Do đó quý vị thấy cái nhân quả nó rất là quan trọng. Mình được thành người sang trọng, mình được thành tiên, mình được thành thánh, mình được thành Phật, tất cả đều là cái nhân quả. Và nhân quả là gì? Nhân quả là một cái cơ hội tiến hóa tâm linh cho mọi chúng sinh. Nếu mà không có nhân quả thì chúng sinh sẽ không có con đường tiến hóa. Bởi vì vậy, nhân quả luôn luôn tồn tại ở cái nhân sinh này. Và nhân quả luôn luôn tồn tại ở 6 cảnh lục đạo luân hồi, không bao giờ nó mất. Bởi vì nó là cái chân lý của vũ trụ. Nó là một cái quan tòa công minh nhất trong tất cả quan tòa trên cái mặt đất này. Con cháu đông nhiều do nhân gì, đời trước mở lòng thả chim thú. Ồ, quý vị thấy rõ ràng không? Có nhiều người họ sanh ra, họ lớn lên, họ lập gia đình, họ có con, họ có cháu, nhưng rồi con cháu của họ lần lượt qua đời trước họ, để cho họ ở lại cô đơn giá lạnh trong tuổi về già. Đây là cũng là một cái nhân quả, một nhân quả là ngày xưa mình đã dùng lòng mình bắt những chim thú, mình phân ly cái giữa cái gia đình của loài thú hoặc là loài chim. Đó là cái nhân quả mình phải chịu. Còn bây giờ nếu mình được con cháu mà đông nhiều thì do đời trước